Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Sau đây là bản tin quân sự. Sức mạnh của tiêm kích mạnh nhất Việt Nam Việt Nam đang sở hữu số lượng tiêm kích Su-30 MK2 lớn nhất trên thế giới với mục đích bảo vệ vững chắc chủ quyền, nhất là chủ quyền biển đảo. Các chuyến bay của Su-30 MK2 khi tuần tra, tập luận bay trên bầu trời quần đảo Trường Sa và các nhà giàn DK-1 có giá trị vô cùng lớn cả về thực tế và tinh thần đối với lực lượng bảo vệ ở dưới đất. Với ưu tiên cho chiến đấu trên biển, Su-30 MK2 mà Việt Nam đang sở hữu có nhiều trang bị, vũ khí chuyên dụng cho các cuộc đụng độ trên biển. Tiêm kích Su-30 MK2 được coi là một trong những loại trường đấu cơ đa năng thế hệ thứ tư tiên tiến bậc nhất thế giới, được Su khoi phát triển từ dòng Su-27 huyền thoại từ một thời khiến các nước NATO khiếp sợ. Su-30 không chỉ kế thừa toàn bộ những ưu điểm vượt trội mà còn được cập nhật, bổ sung những tinh hoa công nghệ mới nhất của ngành chế tạo hàng không Nga, Liên Xô. Khác với dòng Su-30 cánh vịt như Su-30 MKI, Su-30 SM Su-30 MKA, Su-30 MKM vốn thiên về tiêm kích phòng không hơn, thì Su-30 MK2 lại thiên về khả năng đánh các mục tiêu trên biển, trong khi các nhiệm vụ đối không, đối đất vẫn được đánh giá là tương đối mạnh. Điều làm nên tính đa năng và sức mạnh của tiêm kích Su-30 MK2 không quân Việt Nam đang sở hữu không chỉ nằm ở khung thân bền bỉ, động cơ mạnh mẽ, hệ thống điện tử hàng không hiện đại mà còn ở vũ khí đi kèm. Theo giới thiệu trong catalog xuất khẩu vũ khí của Nga của tập đoàn Rosobodo Nexport, về không đối không, Su-30 Mk2 có thể mang phóng được các loại tên lửa tầm trung RVVAE hay còn gọi là R-77, được NATO định danh là aa 12 Adder và R-27 được NATO định danh là AA-10 Alamo. Tên lửa tầm gần R-73 được NATO định danh là AA-11 Archer. Để làm nhiệm vụ trên biển, Su-30 Mk2 có thể mang phóng các loại tên lửa chống hạm cận âm và siêu âm. Tên lửa diệt giao ra giúp chọc mù mắt chiến hạm đối phương tạo điều kiện cho các loại tiêm kích bom như Su-22 tiếp cận, làm nốt việc còn lại là đánh chìm tàu địch. Để làm nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất, yểm trợ hỏa lực đường không cho các đơn vị lục quân, Su-30 MK2 có thể mang các loại tên lửa không đối đất, bao gồm cả tên lửa hành trình, bom thông minh có điều khiển, rocket và các loại bom rơi tự do. Được biết, tiêm kích Su-30 MK2 của không quân Việt Nam được trang bị hầu hết các loại vũ khí hiện đại nói trên để thực hiện giải nhiệm vụ rất rộng. Từ tiêm kích phòng không chống hạm trên biển xa, tập kích đường không vào các mục tiêu trên mặt đất, chế áp phòng không đối phương. Trong đó, có một loại bom hết sức đặc biệt, đó là kab 500 kd được đánh giá là một trong những bảo bối của dòng tinh kích đa năng Su-30, như là nắm đấm thép để thực hiện các nhiệm vụ không kích, diệt các mục tiêu quan trọng như căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng, cho đến các loại vũ khí, khí tải mặt đất. Bom kab 500 kd mới đây lại một lần nữa được giới thiệu hết sức trang trọng khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm làm việc và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại trung đoàn 935, sư đoàn 370, quân chủng phòng không không quân, tháng 6, 2021. Trước đó, vào năm 2019, loại vũ khí tấn công mặt đất đầy uy lực này cũng đã được giới thiệu trên báo phòng không không quân khi đưa tin về đợt kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu tại sư đoàn không quân 370 của Bộ trưởng Quốc phòng. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Slocom, SIPRI, cũng xác nhận rằng Việt Nam mua một số biến thể của bom KAB-500 1500 từ nga để trang bị cho tiêm kích Su-30MK2. Sở dĩ bom KAB-500Kd của không quân Việt Nam được đánh giá cao là bởi vì chúng đã qua thực chiến ở lò lửa Syria bởi các chiến đấu cơ không quân nga khiến khủng bố IS và phiến quân nổi dậy, phiến quân cực đoan phải khiếp sợ. Bom thông minh KAB-500Kd được phát triển dựa trên nguyên mẫu bom dẫn đường FAB-500 do Liên Xô phát triển. Tuy nhiên, nó đã được tăng cường thêm nhiều tính năng vượt trội. Phiên bản KAB500KD được trang bị thêm đầu tự dẫn truyền hình ánh sáng thấp, cánh lái ở thân và đuôi, đưa nó trở thành bom điện không động cơ có điều khiển. Về xếp loại, KAB500KD là loại bom điều khiển quang truyền hình thuộc nhóm vũ khí thả và quên, được biên số phát triển sau người tiền nhiệm KAB500L, vào khoảng giữa thập niên 1980. KAB500KD được đánh giá có tính năng tương đương với GBU-15 của Mỹ. Như đã nói ở trên, KAB500KD cũng được chế tạo dựa trên bom FAB 500 bằng cách bổ sung một đầu dò quang truyền hình KAB 500KR có chiều dài 3,05m, đường kính 0,35m, sải cánh 0,75m, có trọng lượng 560kg với đầu đạn xuyên giáp nặng 380kg, có khả năng xuyên phá qua 1,5 đến 2m bê tông cốt thép trước khi phát nổ. Bom KAB 500KR có thể được thả từ độ cao 500 đến 5.000m và tốc độ của máy bay ném là 550 đến 1.100 km/h tương tự như KaB 500L đầu dò quang truyền hình có thể khóa mục tiêu từ cự ly 15 đến 17 km tùy thuộc vào tầm nhìn với độ sai lệch chỉ nhỉnh hơn 1 mét một con số tương đối hoàn hảo bản tin của chúng tôi đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại